Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào lập trình. Chúng ta sẽ vào PLC. Sau đó vào PLC Tag chúng ta có các Input này. Các bạn thêm Add New Tag Table. Ở đây chúng ta đặt tên cho nó là Input. Sau đó đối với Input thì chúng ta có các nút gọi tầng. Thứ nhất là Car Tầng 1. Y Car Tầng 1. Ở đây Car Tầng 1 tức là à, chúng ta đứng từ tầng 1 chúng ta gọi rồi y kha tầng 2 tầng 2 up tầng 2 thì có up và down đúng không rồi down rồi tầng 3 cũng chúng ta cũng có up và down các bạn cứ làm như vậy thôi tầng 4 chúng ta cũng có up và down tầng 4 Rồi tầng năm chúng ta chỉ có một nút thôi, tại vì nó là cao nhất rồi. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Chúng ta có các nút gọi tầng ở đây rồi, thì chúng ta lại có các nút gọi từ bên trong, bên trong thang máy, bên trong buồng thang, đúng không? Do đó ở đây chúng ta sẽ y e call inside, inside, inside là bên trong. Các bạn học tiếng Anh luôn nhé kho tầng 1. Rồi inside kho tầng 2, inside call tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Sau đó chúng ta lại có nút uh, mở cửa và đóng cửa đúng không? Y e, uh, open, open door open đi. Door là cửa, open là đó, à, mở. Rồi chúng ta có door close Chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Ngoài ra chúng ta còn có cảm biến vị trí tầng nữa, tức là vị trí tầng Y position tầng 1. Tức là vị trí tầng 1 phát hiện cái cảm biến gọi là limit switch công tác hành trình phát hiện vị trí tầng 1 này rồi tầng 2, tầng 1, tầng 2 tầng 3 cho đến tầng 5 3 4 5 gọi là cảm biến Rồi chúng ta đã có đầy đủ các tín hiệu đầu vào rồi Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng tín hiệu đầu ra Các bạn tiếp tục add new tag table Sau đó thêm output Output của chúng ta sẽ bao gồm các tác thứ nhất là Q này. Q là đầu ra output nhé. Đó, open. Tức là cửa mở và đầu ra của chúng ta là Q0.0. Rồi, Q đo close. Các bạn copy cái này, sửa open thành close. Tức là yêu cầu mở cửa và yêu cầu đóng cửa. Tiếp tục Q uh, motor up và motor down, tức là buồng thang ấy. Q buồng thang BT là buồng thang up. À, Q BT down. Đấy chúng ta có bốn cái tín hiệu đầu ra. Sau đó mình sẽ đặt tên cho nó. Và chúng ta có bốn đầu ra như thế này và quay lại input mình bổ sung thêm hai cái đó chính là y cửa đá mở. Đó open đá mở tức là tín hiệu này báo là limit công tác hành trình limit báo là cửa đã mở nhé. Do đó tiếp tục cửa đã mở thì chúng ta có cửa đã đóng. Để biết là, là lúc nào cửa đã mở và lúc nào cửa đã đóng đúng không? Ở đây mình sẽ đặt tên cho nó. Bây giờ chúng ta đã có đầy đủ input và input này và output tín hiệu đầu ra của PLC rồi thì Chúng ta sẽ bắt đầu, bắt đầu gì? Kiểm tra xem input của chúng ta có bao nhiêu input mà PLC của chúng ta có bao nhiêu input đúng không? Các bạn quay trở lại phần cứng này. Kiểm tra xem PLC có bao nhiêu input, các bạn vào project uh, catalog information. PLC của chúng ta có 10 14 đầu vào và 10 đầu ra. Đầu ra thì chúng ta đủ rồi tại vì đầu ra chúng ta chỉ có 4 cái. Mà đầu vào thì các bạn thấy chúng ta có bao nhiêu? chúng ta có 22 cái đầu vào. Sau đó chúng ta đang thiếu input. Ở đây chúng ta sẽ thêm một cái module nữa, một cái module input nữa các bạn tìm đến DI. Mình lấy DI16 đi, 16 DI các bạn dùng cái này kéo vào đây. Thì địa chỉ của nó bắt đầu từ bao nhiêu? Địa chỉ của nó bắt đầu từ 8, start 8 này. Còn POC thì các bạn tìm đến cái IO. IO của POC. DI14 này. DI14 của chúng ta bắt đầu từ địa chỉ 0 thì cái này chúng ta sửa thành địa chỉ 2 đi. 2 tức là 0 rồi đến 2. Các bạn thấy này, 0 14 cái thì uh, chấm 6 và chấm 7, 1.6 và chấm 7 không có thì bắt đầu sẽ là 2.0 nhá. Ở đây các bạn copy cái này. Tại vì nó bắt đầu từ 0 cho đến uh, i2. 2.3 à không phải 2.3 mà 1.5 thôi. Tại vì đầu đầu vào input của nó chỉ từ 0. Đây là của PLC này, tính từ đây là của PLC còn tính từ đây là của module, module input tức là cái module mà mình mới thêm này, cái module này. Do đó ở đây các bạn sẽ chỉnh lại 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 6, 6 2.7